Chúng ta có một hình tam giác ở đây, chúng ta biết được hai góc và một cạnh bên. Và như mình đã nói là mình có thể giải được mọi thứ về tam giác này với thông tin này. Vậy cho mình biết hai góc và một cạnh và mình có thể tìm ra được hai cạnh còn lại bằng gì? Và mình có thể, tất nhiên, tìm ra được góc thứ ba. Vậy cố gắng giải nào? Và cách mà chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là định lý sin. Trong một video tương lai mình sẽ chứng minh định lý sin. Nhưng ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta có thể áp dụng nó. Và đó là một điều khá đơn giản. Định lý sin cho ta biết tỷ lệ giữa sin của một góc với cạnh đối của nó sẽ là hằng số cho bất kỳ góc trong một tam giác. Vì vậy, ví dụ ở hình tam giác vuông này, đây là một góc 30 độ, đây là một góc 45 độ, tất cả phải cộng lại bằng 180. Vậy cái này ở đây phải bằng, để xem, nó sẽ bằng 180 trừ 45 trừ 30, đó là 180 trừ 75, vậy nó sẽ bằng 105 độ ngay tại đây. Và vì vậy áp dụng định lý sin để mình làm các cạnh nhìn khác nhau. Hãy gọi cạnh này là cạnh A, hoặc có chiều dài là A. Và hãy gọi cạnh này ở đây có độ dài là B. Vậy định lý sin cho ta biết tỷ lệ giữa sin một góc với cạnh đối diện sẽ không đổi trong tam giác này. Vậy nó cho chúng ta biết rằng sin của góc này, sin 30 độ chia độ dài của cạnh đối sẽ bằng sin 105 độ. 105 độ chia cho độ dài của cạnh đối nó sẽ bằng sin 45 độ. 45 độ bằng chiều dài của cạnh đối. Vậy sin 45 độ chia B. Và nếu chúng ta muốn tìm A, chúng ta có thể giải phương trình này. Và nếu muốn tìm B, chúng ta có cần cho cái này bằng cái này. Vậy hãy giải quyết từng cái. Vậy sin 30 độ là gì? Bạn chỉ cần nhớ nó là đường tròn đơn vị, hoặc thậm chí từ hình tam giác 30, 60, 90 và sau đó là 1/2. Và nếu bạn không nhớ nó, bạn có thể sử dụng máy tính để làm. Mình đã chỉnh rồi, đây là remote nên nó bằng 0,5. Vậy nó sẽ bằng 1/2 chia 2. Một cách khác, nó sẽ bằng 1/4. Một phần này sẽ bằng 1/4 bằng sin của 105 độ chia cho A. Để mình viết, cái này sẽ bằng sin 105 độ chia A. Và thật sự người ta cũng có thể, người ta có thể làm cái này, hai cái này cùng một lượt, nên cái này sẽ bằng cái này, 1/4 bằng sin 45 độ chia B. Thật ra thì sin 45 độ là một cái có thể nằm ngoài đường tròn đơn vị. Bạn có thể nhớ nó là căn 2 chia 2. Hãy viết căn 2 chia 2. Và bạn có thể sử dụng máy tính, nhưng bạn sẽ ra giá trị thập phân ở đây. Nhưng cho dù là cách nào, hãy giải A rồi mới giải B. Vì một điều ta có thể làm là ta lấy nghịch đảo cả hai vế của phương trình này. Nghịch đảo của 1/4 là 4. Và nghịch đảo của phía bên phải này là A chia sin 105 độ. Và để giải tìm A, ta có thể nhân cả hai vế cho sin 105 độ. Vậy ta lấy 4 nhân sin 105 độ bằng A. Lấy máy tính của chúng ta ra. 4 nhân sin 105 sẽ bằng, xấp xỉ bằng, chúng ta làm tròn lên hai chữ số thập phân là 3,86. Vậy A xấp xỉ bằng 3,86. Có vẻ như là đúng. Và mình đã tìm ra được các góc. Đây là khoảng 3,86. Hãy tìm B là gì. Chúng ta một lần nữa lấy nghịch đảo cả hai vế này. Và ta có 4 bằng B chia căn 2 chia 2. Chúng ta có thể nhân hai vế cho căn 2 chia 2. Và chúng ta sẽ có B bằng 4 nhân căn 2 chia 2.
Hãy nghĩ thử xem B bằng 4 nhân sin 45 độ. Giải thử xem đây là gì. Nếu ta muốn lấy giá trị thực sự của nó, ta có thể viết như này là căn 2 chia 2. Nhưng hãy thử giải xem nó là gì. Căn 2 chia 2 bằng 2,83. Vậy B xấp xỉ bằng 2,83. Vậy rõ ràng 4 chia 2 bằng 2 căn 2 sẽ bằng 2,8. Nó là xấp xỉ bằng 2,83. Nếu ta làm trong đến hai chữ số hợp phân thì là 2,83. Điều này có vẻ khá hợp lý. Vậy ý chính của định lý sin là nếu bạn có hai góc và một cạnh, bạn có thể tìm ra các thứ khác từ nó. Hoặc nếu bạn có hai cạnh và một góc, bạn cũng có thể tìm ra những giá trị khác của tam giác này.